Chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Máy Dầu Dương ha. Hôm nay em giới thiệu cho anh em một số mặt hàng ha, một số máy bên em mới về ha. Anh em nào cứ tham khảo, ok được thì cứ liên hệ em ha, em ship cho anh em toàn quốc ha. Em mới về được 2-3 con EG40 anh em nhé. Một con thì em đã ship về ông anh ở Long An rồi ha. Đây máy thì bao anh em là gin 100% ha, EG40 ha. R40. Anh em nào mà muốn dòng máy ghẹ này, bơm nước bỏ đồng ruộng này, KND545 ha. Nó 5 ngựa. Đây. Đó. KND này ha. Đây. Đây con nữa, con này màu nó hơi xấu nhưng mà chất lượng máy thì em bạn đảm bảo zin chạy ok cho anh em ha. Đây con nữa anh em. Đó. Ba con KND ha. Giới thiệu anh em là em mới về được 6 con máy ô mà em mới về xin bán một con rồi. Còn 5 con nữa ha. Em mới về xin có 3 con ha. Con này là Kubota E8 anh em này. Hàng này là gọi thuộc hàng VIP rồi anh em ha. Anh em nào cần chạy thì liên hệ em nha. Con này E8 ha. Đây một con nữa là E7 anh em nhé. Hàng vậy thì anh em cứ xuống tay mua thôi anh em. Hàng này thì khỏi suy nghĩ ha. Con này con E8 đề, con này thì em bán cho ông anh về Hà Nội đi ha. Con này có đề thì em bán rồi ha. Chỉ hai con này nữa ha, con E7 không có đề này. Đó. Máy thì cho anh em xem từng chi tiết luôn á. Cực kỳ đẹp. Đó. Ha. Đó, em để nằm lăn lóc cho nó ráo nước á, thấy không? Đó. Con này con Puta là ca này đến 4 năm anh em ha. Dòng này bơm nước là ok lắm ha. Nó cùng rệ nên anh em cũng không có bao nhiêu tiền đâu ha. Rồi em giới thiệu anh em nữa. Con này ở đó 80 nè ha. Ở đó 80 nè. Bạc đạn bá dê nè ha. Ở đó 90 nè ha. NFAD9 nè, bét kim nè. Có đề nè anh em ha. Con này nè. NFAD9 bét kim ha. Con này E8 nè ha. Lốc đẹp mà áo nó hơi nhâm anh em nhé. Con này E8 luôn nè. Ha. Con này E750 này, hàng đẹp này, hàng VIP này. Anh em nào mua thì liên hệ em ha. Đó. Con này NFAD8 này, bét kim luôn này. Con này E8 này. Con đó E7 VIP này ha. E7 này có người chốt rồi anh em nhé. E9 này. Đó. ER65 bán luôn rồi nè. Đó vừa anh em mà cần mà giá thành rẻ bơm nước thì Mitsu SD5 này, Mitsu 7 này, Mitsu D65 này, Mitsu 85 này, em còn một dãy nữa. Hàng là bao anh em ghi thì đối nha. Đó. Còn dòng này dòng bơm nước xăng ha, nguyên khung vậy ha. Về chưa có dọn địa vậy. Cái này thì em ít đăng lắm. Rồi oxy anh em nào mua oxy ha, liên hệ em ha. Bao ship cho anh em ha. Em quay sơ lược cho anh em vậy thôi ha. Vì nhiều máy quá em không có thể test từng con cho anh em được. Anh em nào mà cần thiết thực sự muốn mua cứ liên hệ số điện thoại em 0985927776. Kết bạn Zalo em test trực tiếp cho anh em xem ha. Được đồng ý ok em sẽ đóng thùng hàng về. Nhiều anh em nhắn tin hỏi mình trên YouTube thì mình không nhắn tin lại được. Mong anh em thông cảm vì là số lượng người nhắn tin nó rất là nhiều. Mình không có thể nào mà trả lời cho anh em được ha. Nó nhiều người quá ha. EG40 rất là đẹp anh em ha. Con này ngần ngại gì nữa. Máy thì bao anh em ha. E8 nha. Ừ, hiện tại em có hai con ơ nha, E7, E8 VIP nha. Anh em nào ở xa mà muốn mua thì liên hệ với em nha. Cái này mà anh em chạy thì khỏi suy nghĩ rồi. Chiều nay em về thăm em miền Trung, lắng nghe cô bạn em đi lấy chồng. L60 anh em ha. 5 con em bán được 2 con này, dòng này rất khó bán thiệt sự luôn anh em luôn. Em đang hoài mới bán được á ha. Còn có 3 con này anh em mà mua thì liên hệ em này. L60 Yanma
phút xéo. Rồi chào anh em nhé.